cho mọi người cái đôi Air Force One Cortex nha. Mã của nó là FW814233 nha. Rồi đôi này thì vừa order nhập và mình không order được nhiều. Đây, tổng quan đôi này thì cũng khá là đẹp. Nhớ đó là dòng Air Force mà map với lại Gore-Tex ha. Có chữ chữ này chữ gì trời, chữ Hàn chữ Nhật đó. Gore-Tex là một cái hãng mà làm mấy cái đồ về chống nước, kháng nước rồi đó mọi người, nó nổi tiếng với cái đó ha. À, để gương nè, đầu tiên anh lắp trong khá là đẹp ha. Tem dày nè, ở hình chính hãng như full hết trơn á, Suki thì bỏ lại luôn. Rồi ha, hy vọng các bạn like ủng hộ kênh giúp Phong nha, Phong cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, Phong làm video xong là Phong quay và Phong chuẩn bị ship khách luôn, đóng gói ship khách luôn. Phong cảm ơn nha.